Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại kênh của Xe Đạp Giá Sỉ. Hôm nay em đã lắp hoàn thiện xong mẫu xe đua RAT của Big Rock nha mọi người nhé. Thì đây là cái xe ráp theo ý của em Minh nhé. Bởi vì là xe ráp thì mình có thể là mình lên cấu hình, mình lên những cái đồ đạc ở trên xe thì đều theo ý của mình hết nha mọi người. Thì em đây em quay một chiếc mẫu này cho mọi người coi. Thì về cái khung Big Rock này thì nó có nhiều size mọi người. Nó có size XS, size S, size M đầy đủ hết. Và nó có những 6 màu luôn mọi người, 6 màu. Em quay cho mọi người màu này là em lựa cái màu này là màu xanh. Mà xanh thì nó có ánh carbon ở bên trong mọi người nhé. Nó có ánh carbon ở bên trong. Ánh carbon ở bên trong, cái này phải đi ra ngoài sáng thì mới thấy được mọi người ạ. Thì đi ra ngoài sáng mới thấy được cái ngoài ánh nắng mặt trời đấy. Hoặc là đèn chiếu vào thì mình mới thấy được. Nó có cái ánh carbon bên trong. Chứ không hẳn là nó là màu xanh tối như này đâu mọi người. Nhìn trong trong nhà thì nó màu xanh như này thôi. Em sẽ giới thiệu sơ qua về cấu hình cho mọi người coi và mọi người cùng tham khảo cái mức giá của từng món phụ kiện và giá của tổng thành một chiếc xe là bao nhiêu nhé mọi người nhé. Thì như mẫu này thì em Minh bán thì là 58 triệu thì mọi người xem nó có cái gì nhé. Đầu tiên thì là sẽ là đi vào bộ chuyển động luôn đi. Bộ chuyển động của nó em lựa chọn là Ultega nha mọi người nhé. Ultega. Thì cái bộ này là cái bộ này là bộ 8020 mọi người. 8020 Ultega thắng dầu tay lắc Ultega này. Nó là 11 lít nha mọi người, 11 lít. Giò dĩa của nó cũng là Ultega luôn. Và đi cái 50-34 răng. Giò dĩa Ultega 50-34 răng. Đấy. Nguyên một gúp luôn mà. Rồi gạt đĩa cũng là Ultega. Và cùi đề Lip Ultega. Sên của nó cũng sên Shimano. Và là dùng cho cái bộ chuyển động là 8020 này luôn. Toàn bộ là made in Japan nhé mọi người. Và đi theo nhà sản xuất người ta khuyên cáo dùng là 8070 là cái thắng đĩa dầu của Ultega luôn. Rồi, cái bộ này thì trên thị trường bán là phải lanh quanh là trên 17 triệu đấy mọi người. Trên thị trường bộ húp Ultega 11-80-20 là 17 triệu hơn nhé mọi người nhé. Hơn 17 triệu. Đấy, 17 triệu. Cái khung sườn này thì là giá niêm yết là 21.500.000 nhé mọi người nhé. Nói về giá thì mọi người yên tâm là em Minh lúc nào giá cũng thấp hơn. Mọi người mua lẻ từng món em đều có nhé. Mua sườn có, mua húp có, mua bánh có, mua cái gì cũng có nhé mọi người. Thì giá sẽ rẻ hơn giá niêm yết rất là nhiều đấy. Đấy. Là nguyên bộ chuyển động này. Rồi đến cái dàn đầu này. Cái dàn đầu này là dàn đầu của... Dàn đầu này là dàn đầu của thằng... Thằng này là thằng gì? Thằng này là thằng Big Rock này mọi người này. Cũng là dàn đầu của thằng Big Rock luôn. Big Rock cái dàn đầu này thì là có giá là lanh quanh tầm khoảng là trên 4 triệu mọi người nhé. Lanh quanh là trên 4 triệu cái dàn đầu này. Dàn đầu thì nó gồm là Hirobo tăng này. Rồi mấy cái đồ chêm cổ này mọi người này. Cái khung thì nó sẽ đi với lại là càng, khung và cốt yên là sẵn theo xe. Đấy, càng, khung và cốt yên là sẵn theo xe. Còn đầu nó không có đâu, đầu mình phải mua riêng. Rồi, cặp bánh này là cặp bánh Empo của Big Rock. Và là cặp bánh này là cặp bánh nó có giá niêm yết là 11 triệu. Cặp bánh carbon đấy mọi người. Cặp bánh carbon. Đấy, có giá là 11 triệu. Và em đi với hai cái em đi cái bánh này thì là em đi là cái vỏ là Victoria Cosa là 26C. Đấy, 700x26C nha mọi người nhé. Vỏ này thì cũng gai cực ít và gần như là chọc. Đấy. Vỏ này là vỏ không ruột. Em đi vỏ không ruột nhé mọi người. Đi vỏ không ruột. Đấy, cái vỏ này thì có giá là nó bán là hơn 1 triệu một cái. 1 triệu mấy một cái. Đấy. 1 triệu mấy một cái nhá. Rồi. Và tiếp đến là cái yên đi. Cái yên để mắc tiền này.
Yên này là yên Big Rock và nó là yên carbon luôn đấy mọi người. Nó carbon luôn này. Nó nhẹ lắm, carbon nhẹ lắm. Cả con xe này em cân lên mới có 7 cái mấy mọi người, 7 cái rưỡi thôi mọi người, 7 cái 8 hay 7 cái 6 gì đấy. Đấy. Rồi. À, cốt yên thì theo xe này, à, càng này, à cái yên này, à, bộ chuyển động này và đĩa nha mọi người nhé. Hai cái đĩa này là em lắp trang bị, hai cái đĩa này là cái đĩa này là cái đĩa. Đĩa này là em lắp đĩa MT800. MT800 thì một cái thôi nhá, là có giá là hơn 1 triệu một cái thôi. Đĩa Shimano Japan MT800 này một cái là hơn 1 triệu. Đấy. Và rồi bên trong thì nó sẽ là có đổ keo nhá, đổ keo và bên trong keo thì một lọ keo thì nó sẽ có giá tiền là hơn 100.000, 200.000 một lọ nhá mọi người nhé. Đấy. Tùy, nó có nhiều loại lắm. Rồi cái van này thì cũng cỡ 100.000 một cái. Đấy. Mọi người xem video của em thì mọi người sẽ hình dung sơ qua, nắm sơ qua được về những cái giá cả của xe. Đấy. Và cái Big Rock này ấy thì cái khung xe đua này thì nó lại đi cái BB của nó là cái BB T47 nhé mọi người. T47 thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khung. Khung thì mọi người sẽ, nó sẽ dùng cái gì thì mình lắp cái BB đấy cho nó phù hợp. Cái khung này, cái đường kính này nó là 47 và mình lắp giò dĩa, mình lắp đồ Shimano thì mình sẽ lắp cái ống của nó là ống 24. Đấy. T47 24. Thì mọi người nghe cho biết thôi, còn đâu mà cũng không cần biết mấy cái đấy. Mà khi mà em lắp xe lên thì em sẽ lắp theo chuẩn của nó, mọi người cứ yên tâm. Dây cuốn này thì là dây cuốn này cũng không phải là dây cuốn đắt tiền đâu. Em cuốn cái dây này thì dây cuốn này thì nó cũng cỡ 100-200 nghìn thôi. Còn tùy mọi người thích dây cuốn đẹp, thích mẫu nào đẹp như thế nào thì mọi người cứ nói em để em làm theo ý mọi người cho mọi người hài lòng nhé. Đấy. Cái BB này là 1 triệu mấy đấy mọi người. BB này 1 triệu mấy tùy loại. Chứ có lắp cái loại mà có 300 mấy này kia là em không có lắp đâu. Em lắp cái loại 1 triệu mấy cho cái xe nó xịn, nó chắc chắn đấy mọi người. Lên là nó phải đẹp luôn. Vậy tổng kết lại là như cái mẫu này, mẫu xe đua này, nguyên group Ultega, giá tầm khoảng 17 triệu. Rồi cái khung Big Rock này là 21 triệu 500. Hai cái đĩa, mỗi cái đĩa hơn 1 triệu thì là cũng phải là 2 triệu mấy cặp đĩa rồi. Đấy. Rồi hai cặp bánh, cả cặp bánh này là 11 triệu. Rồi dàn đầu của nó là trên 4 triệu. Dàn đầu trên 4 triệu. Yên thì yên của nó là 1 triệu mấy, 1 triệu mấy. 1 triệu mấy thì cũng phải cỡ triệu 6, triệu 7 đấy mọi người. 6 triệu 7 đấy. Thì tổng kết lại là cái mẫu này như thế này em sẽ bán là 58 triệu nha mọi người nhé. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ qua số của em Minh là 0706198999 hoặc là ghé trực tiếp là 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể là mua mẫu này cũng được, hoặc là mọi người có thể là chọn cái màu ưa thích và ráp một bộ group Ultega hay là R7 R7 R7120 R7 7020 hoặc là 7170, em có đủ tất cả luôn. Đấy, hoặc là R4720, mọi người thích ráp cái group nào cho nó phù hợp với mọi người thì mọi người cứ liên hệ với em nhé. Rồi em cảm ơn mọi người.